Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 3 tháng 4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 3 năm 2023 để cùng nhìn lại tình hình triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội. Trọng tâm là thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023, tình hình triển khai nghị quyết số 01 của Chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo đúng phương châm, đoàn kết kỳ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận như kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng đạt 3,32%, thị trường lao động tiếp tục phục hồi nhanh. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Chúng ta cần phải tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp để có cái phục hồi tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần phục hồi cái nền kinh tế của chúng ta. Vấn đề thứ hai là các cái thị trường liên quan đến bất động sản, liên quan đến thị trường vốn thì vẫn còn khó khăn, và nhất là cái trái phiếu doanh nghiệp. Mặc dù vừa rồi thì Chính phủ liên tiếp tháo gỡ những cái khó khăn, nhưng mà vẫn còn những cái vướng mắc cần phải tháo gỡ tiếp thì mới có thể giải quyết được. Rồi vấn đề phản ứng chính sách của các bộ, các ngành, của các địa phương cần phải kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Thủ tướng đề nghị các địa phương cần phân tích kỹ lưỡng, cụ thể tình hình theo khu vực, địa bàn, đồng thời đánh giá sát tình hình, dự báo và chuẩn bị kịch bản đối với những khả năng xảy ra. Đặc biệt, phải xác định đâu là giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá trong thời gian tới. Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ giải ngân ước 3 tháng đầu năm chưa cao là do hiện nay các bộ ngành và địa phương mới giao xong chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án. Theo đó, vốn trong nước là hơn 72.000 tỷ đồng, đạt 9,93% kế hoạch và đạt trên 10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia là trên 2.000 tỷ đồng, đạt gần 8,5% kế hoạch. Vốn nước ngoài là trên 960.000 tỷ đồng, đạt gần 3,5% kế hoạch. Có 2 bộ và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%, song vẫn có 49 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 9%, trong đó có 30 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn. Quý 1 năm 2023, cả nước có 33.905 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là khoảng 310.300 tỷ đồng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung quý 1 năm 2023, trên cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310,3 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý 1 năm 2023 lên gần 57.000 doanh nghiệp, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy là bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa quyết định công bố gia hạn danh mục 760 thuốc nguyên liệu làm thuốc đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, nâng tổng số thuốc nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được Bộ Y tế gia hạn đến nay lên con số hơn 10.300. Trong số 760 thuốc nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn lần này, có 565 thuốc sản xuất trong nước, 195 sản phẩm thuốc nước ngoài. Các thuốc được gia hạn lần này khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý, bao gồm các thuốc điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, thuốc kháng virus cũng như các thuốc hạ sốt, giảm đau thông thường khác. Như vậy đến nay đã có trên 10.000 thuốc nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở Việt Nam được gia hạn sau 3 đợt. Trong đó riêng đợt đầu tiên đã gia hạn gần 9.000 thuốc nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Như vậy toàn bộ giấy đăng ký lưu hành của trên 10.000 thuốc nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trước đó vào năm 2022, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng đã gia hạn trên 10.000 thuốc nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Hà Nội sẽ rà soát đánh giá tình hình tại các tuyến đường, tuyến phố để thống nhất danh mục các tuyến phố cấm đỗ để xe dưới lòng đường và trên hè phố.
Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu đưa ra các tiêu chí cụ thể về việc cho phép đỗ để phương tiện dưới lòng đường, trên hè phố, như bề rộng của hè phố, tuyến phố, không thuộc tuyến hành lang dẫn và bảo vệ đoàn, khu vực tổ chức sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, các tuyến không thuộc tuyến đường vành đai, trục chính xuyên tâm phục vụ công tác điều tiết, phân luồng giao thông. Sau gần một tháng ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã từng bước được giảm dần. Thời gian tới, thành phố Hà Nội vẫn duy trì các hoạt động tổng kiểm tra, xử lý những vi phạm này. Trong kế hoạch tổ chức lại giao thông cho khu vực sau khi đoạn metro số 1 bến Thành Suối Tiên tái lập mặt bằng, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7 điểm đỗ xe đạp công cộng, mỗi điểm từ 10 đến 20 chiếc trên đường Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, quận 1 nhằm giúp khách đi lại thuận tiện hơn. Hệ thống xe đạp công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021 với gần 400 xe tại 43 trạm trên vỉa hè, nhiều tuyến đường tại quận 1. Mỗi trạm diện tích từ 10 đến 15 m2 cho 10 đến 20 xe đậu theo từng ô, bố trí gần trạm dừng xe buýt, công viên, điểm du lịch. Xe được gắn khóa thông minh, định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng 2G, 3G, 4G, Bluetooth trên di động. Giá cho thuê 5.000 đồng trong 30 phút, 10.000 đồng một giờ. Mô hình này giúp người dân, du khách thêm lựa chọn đi lại, góp phần đa dạng loại hình giao thông công cộng ở trung tâm thành phố. Chiều qua ngày 2 tháng 4 tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã diễn ra hội thảo khoa học quy hoạch thị trấn du lịch Dần Bàng. Hơn 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, các ban ngành của địa phương cùng các nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng đô thị, du lịch và các doanh nghiệp lữ hành đã cùng thảo luận nhằm tìm hướng khai thác tiềm năng phát triển du lịch tại thị trấn Dần Thàng trong thời gian tới. Tại hội thảo, đại diện huyện Văn Bàn cho biết du lịch là một trong 4 trụ cột phát triển chính của địa phương. Tuy nhiên, do hạn chế về giao thông, hoạt động du lịch của địa phương chưa phát triển đúng so với tiềm năng. Để tạo bước đột phá cho ngành du lịch, địa phương xác định phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp làm trọng tâm. Trong đó, khu du lịch Dần Thàng được quy hoạch trở thành điểm du lịch độc đáo riêng có của Văn Bàn, phát huy tối đa thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Với cái định hướng phát triển du lịch của Văn Bàn là phải gắn với điều kiện thiên nhiên, gắn với con người và đặc biệt là người dân là trung tâm, tổng hòa mọi yếu tố và tất cả mọi yếu tố từ nhà nước, người dân và doanh nghiệp đều phải cùng phát triển. Với cái điều đó thì nó mới tạo lên cái sự bền vững cho cái quá trình phát triển trong tương lai. Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, xây dựng, đô thị, du lịch, lữ hành để khu du lịch Dần Thàng phát triển bền vững, vừa bảo tồn được kiến trúc cảnh quan, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Đây là một dự án rất là tham vọng. Tuy nhiên rằng là cần tính đến cái quy mô của Dần Thàng, và tôi cho rằng là nên phát triển có kiểm soát trên cơ sở tính toán là cái sức chứa điểm đến, sức chịu tải du lịch về mặt tài nguyên, không nên phát triển một cái khu vực quá lớn, quá tầm cỡ, mà tôi lại hướng tới một cái gì đó nó chiều sâu, bản sắc, đặc sắc, ấn tượng. Với tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư, huyện Văn Bàn hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong thời gian tới. Mùa du lịch biển Cửa Lò 2023 đang đến rất gần, mang theo kỳ vọng thay đổi lớn diện mạo bãi biển phía đông đường Bình Minh sau khi chính quyền thị xã Cửa Lò đã có chủ trương di rời các ki-ốt dọc bãi biển. Tuy nhiên, đến hiện nay, dọc bãi biển phía đông đường Bình Minh vẫn hết sức bừa bộn, tàn hoang, ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị du lịch biển khu vực này. Tháng 11 năm 2022, các ki-ốt bãi gửi xe dọc phía đông đường Bình Minh đã được chính quyền thị xã Cửa Lò huy động lực lượng, phương tiện tháo dỡ, trả lại cảnh quan thoáng đãng cho biển Cửa Lò. Hiện vẫn còn nhà nghỉ dưỡng 382 Bộ Công an, nhà hàng Biển Ngọc, trụ sở bưu điện thị xã, công ty nuôi trồng thủy sản vẫn chưa tháo dỡ do vấn đề giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy, bãi biển Cửa Lò nhìn vẫn nhếch nhác, tan hoang, đất đá tại các ki-ốt dọc bãi biển sau khi giải tỏa vẫn còn ngổn ngang. Mùa du lịch gần tới rồi, mà bây giờ tôi thấy là cái cảnh quan ở đây là bề bộn quá. Đấy, rồi là cây cối, rồi đường này bây giờ cũng làm chưa xong này, nới ra thì chưa xong này. Nói chung thì cái này thì mùa du lịch tới thì e rằng tôi nghĩ là có lẽ là cũng chưa có thể là đạt được
yêu cầu của người đi du lịch ở vùng này. Công trình giao thông trọng điểm từ vòng xuyến Cửa Hội đến quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò vẫn đang thi công dang dở. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ giải thảm nhựa, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh trên vỉa hè để kịp tiến độ đề ra. Tuy nhiên, việc đảm bảo tiến độ đề ra phục vụ cho mùa du lịch 2023 là rất khó. Vệ sinh phía Đông Đường thì sau khi các cái ốt được giải tỏa, thì thị xã đang chỉ đạo ban quản lý dự án cũng là trực tiếp có cái phương án xã hội hóa, đó là tháo dỡ tất cả các cái ốt và tổng dọn vệ sinh rác thải xây dựng đi đủ đảm bảo đúng quy định. Cùng tiếp theo đó cũng giao cho ban quản lý đô thị cũng là triển khai san lấp, san sửa những cái mặt bằng trên bãi biển cũng như là tổng dọn bố trí các lực lượng phương và các cái tổ chức trên địa bàn tiến hành lật và thu gom các cái đá và tổ chức lưu len cái mặt bằng. Theo kế hoạch, sau khi làm xong công tác giải phóng mặt bằng dọc bãi biển phía đông, thị xã Cửa Lò sẽ tập trung kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào quy hoạch xây dựng bãi biển hiện đại, độc đáo, bản sắc thân thiện, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, với những vướng mắc hiện nay, trước mắt thị xã Cửa Lò cần sớm cải tạo nhà vệ sinh của các kiosk để làm nơi tắm nước ngọt công cộng phục vụ cho du khách mùa du lịch sắp tới. Đồng thời, tập trung phương tiện máy móc hoàn trả lại mặt bằng sạch cho bãi biển. Tiếp tục bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, an ninh được thắt chặt bên ngoài một quán cà phê ở Saint Petersburg, nơi blogger quân sự nổi tiếng người Nga Vladen Tatarsky đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ngày hôm qua, mùng 2 tháng 4. Tatarsky, tên thật là Maxim Fomin, có hơn 560.000 người theo dõi trên Telegram và là một trong những blogger quân sự nổi tiếng nhất. Người có quan điểm ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine và mới đưa ra một bài bình luận quan trọng về cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Vào ngày 2 tháng 4, lúc 18 giờ 13 phút giờ quốc tế, cảnh sát quận Vasilyevskoye của Saint Petersburg nhận được thông tin rằng đã có một vụ nổ xảy ra tại quán cà phê ở số 25 đại lộ Universe Sizdeskaya. Một người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn là blogger quân sự Vladen Tatarsky. Ủy ban điều tra nhà nước của Nga cho biết đã mở một cuộc điều tra giết người. Theo điều tra ban đầu, Tatarsky được một người phụ nữ đưa cho anh ta một chiếc hộp chứa một bức tượng, sau đó dường như đã phát nổ khiến anh ta thiệt mạng tại chỗ. Ngoài ra còn có 25 người bị thương, trong đó có 19 người đang được điều trị tại bệnh viện. Từ nay đến hết ngày 7 tháng 4, các chính đảng tại Thái Lan sẽ bắt đầu đăng ký ứng cử viên tranh cử. Thủ đô Bangkok đã sẵn sàng cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt trong tuần lễ đăng ký ứng cử viên. Cảnh sát thủ đô Bangkok đã thông báo kế hoạch phân luồng giao thông, đồng thời có các bảng biển chỉ dẫn việc đậu đỗ xe đưa đón lãnh đạo, các chính đảng và ứng cử viên đăng ký tranh cử. Người dân thủ đô cũng được khuyến cáo hạn chế đi lại trên các tuyến đường hướng về trung tâm thanh niên Thái Lan, Nhật Bản để giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc giao thông. Theo lộ trình tổng tuyển cử, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 4, các chính đảng sẽ nộp đơn đăng ký ứng cử viên tranh cử theo khu vực bầu cử tại tất cả 77 tỉnh, thành của Thái Lan. Và từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 là thời gian để nộp đơn đăng ký ứng cử viên tranh cử theo danh sách đảng. Với việc được phân bổ nhiều ghế hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử nhất, 33 ghế và là trung tâm hành chính của đất nước, thủ đô Bangkok được đánh giá sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt của các chính đảng lớn, nhất là Đảng Vì Nước Thái, Đảng Tiến Bước và Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân. Một bữa tiệc đầy màu sắc và hương vị đã được các đầu bếp của Peru và Bolivia chế biến, bày biện và trang trí để tôn vinh sự đa dạng ẩm thực của vùng Amazon. Từ các nguyên liệu như cá bản địa đặc trưng, ớt, vỏ cây có vị như tỏi, mật ong nguyên chất, hai đầu bếp Maricia Taha người Bolivia và Virgilio Martinez người Peru đã chế biến ra một loạt các món ăn mang đậm hương vị vùng Amazon. Mục tiêu của họ là giới thiệu về sự đa dạng sinh học và nét độc đáo của ẩm thực vùng Amazon thông qua các món ăn. Chúng tôi nấu ăn không chỉ vì mục đích nấu ăn mà còn muốn vượt lên trên, đó là quảng bá văn hóa của chúng tôi và bảo tồn bản sắc của dân tộc và nền văn hóa của tổ tiên. Chúng tôi đã làm việc với gần 200 cộng đồng bản địa tại Amazon với hơn 600 nguyên liệu đăng ký. Chúng tôi đã sử dụng chúng tại nhà hàng của mình. Điều này mang lại cho chúng tôi niềm tự hào. Để hợp tác, cả hai đầu bếp đã sử dụng thông tin được thu thập bởi dự án Sabores Silvestres, hay còn gọi là hương vị hoang dã của Gusu. Dự án này đã có 15 năm nghiên cứu văn hóa ẩm thực của gần 200 cộng đồng bản địa ở Amazon.
Chuyển sang những thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3 tháng 4, miền Bắc tăng nhiệt hứng nắng, miền Trung nắng nóng diện rộng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 tới 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 tới 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 22 tới 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 tới 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 19 tới 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 tới 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 25 tới 34 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 tới 30 độ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 3 tháng 4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 3 năm 2023 để cùng nhìn lại tình hình triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội. Trọng tâm là thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023, tình hình triển khai nghị quyết số 01 của Chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo đúng phương châm, đoàn kết kỳ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận như kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng đạt 3,32%, thị trường lao động tiếp tục phục hồi nhanh. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Chúng ta cần phải tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp để có cái phục hồi tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần phục hồi cái nền kinh tế của chúng ta. Vấn đề thứ hai là các cái thị trường liên quan đến bất động sản, liên quan đến thị trường vốn thì vẫn còn khó khăn. Và nhất là cái trái phiếu doanh nghiệp, mặc dù vừa rồi thì Chính phủ liên tiếp tháo gỡ những cái khó khăn, nhưng mà vẫn còn những cái vướng mắc cần phải tháo gỡ tiếp thì mới có thể giải quyết được. Rồi vấn đề phản ứng chính sách của các bộ, các ngành, của các địa phương cũng cần phải kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Thủ tướng đề nghị các địa phương cần phân tích kỹ lưỡng, cụ thể tình hình theo khu vực, địa bàn, đồng thời đánh giá sát tình hình, dự báo và chuẩn bị kịch bản đối với những khả năng xảy ra. Đặc biệt, phải xác định đâu là giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá trong thời gian tới. Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ giải ngân ước 3 tháng đầu năm chưa cao là do hiện nay các bộ ngành và địa phương mới giao xong chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án. Theo đó, vốn trong nước là hơn 72.000 tỷ đồng, đạt 9,93% kế hoạch và đạt trên 10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia là trên 2.000 tỷ đồng, đạt gần 8,5% kế hoạch. Vốn nước ngoài là trên 960.000 tỷ đồng, đạt gần 3,5% kế hoạch. Có 2 bộ và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%, song vẫn có 49 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 9%, trong đó có 30 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn. Quý 1 năm 2023, cả nước có 33.905.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là khoảng 310.300 tỷ đồng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung quý 1 năm 2023, trên cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310,3 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý 1 năm 2023 lên gần 57.000 doanh nghiệp, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy là bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa quyết định công bố gia hạn danh mục 760 thuốc nguyên liệu làm thuốc đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
nâng tổng số thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được Bộ Y tế gia hạn đến nay lên con số hơn 10.300. Trong số 760 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn lần này, có 565 thuốc sản xuất trong nước, 195 sản phẩm thuốc nước ngoài. Các thuốc được gia hạn lần này khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý, bao gồm các thuốc điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, thuốc kháng virus cũng như các thuốc hạ sốt, giảm đau thông thường khác. Như vậy đến nay, đã có trên 10.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở Việt Nam được gia hạn sau 3 đợt. Trong đó, riêng đợt đầu tiên, đã gia hạn gần 9.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Như vậy, toàn bộ giấy đăng ký lưu hành của trên 10.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trước đó vào năm 2022, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng đã gia hạn trên 10.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Hà Nội sẽ rà soát đánh giá tình hình tại các tuyến đường, tuyến phố để thống nhất danh mục các tuyến phố cấm đỗ để xe dưới lòng đường và trên hè phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu đưa ra các tiêu chí cụ thể về việc cho phép đỗ để phương tiện dưới lòng đường, trên hè phố như bề rộng của hè phố, tuyến phố không thuộc tuyến hành lang dẫn và bảo vệ đoàn, khu vực tổ chức sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, các tuyến không thuộc tuyến đường vành đai, trục chính xuyên tâm phục vụ công tác điều tiết, phân luồng giao thông. Sau gần một tháng ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã từng bước được giảm dần. Thời gian tới, thành phố Hà Nội vẫn duy trì các hoạt động tổng kiểm tra, xử lý những vi phạm này. Trong kế hoạch tổ chức lại giao thông cho khu vực sau khi đoạn metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tái lập mặt bằng, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7 điểm đỗ xe đạp công cộng, mỗi điểm từ 10 đến 20 chiếc trên đường Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, quận 1 nhằm giúp khách đi lại thuận tiện hơn. Hệ thống xe đạp công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021 với gần 400 xe tại 43 trạm trên vỉa hè, nhiều tuyến đường tại quận 1. Mỗi trạm diện tích từ 10 đến 15 m2 cho 10 đến 20 xe đậu theo từng ô, bố trí gần trạm dừng xe buýt, công viên, điểm du lịch. Xe được gắn khóa thông minh, định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng 2G, 3G, 4G, Bluetooth trên di động. Giá cho thuê 5.000 đồng trong 30 phút, 10.000 đồng một giờ. Mô hình này giúp người dân, du khách thêm lựa chọn đi lại, góp phần đa dạng loại hình giao thông công cộng ở trung tâm thành phố. Chiều qua ngày 2 tháng 4 tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã diễn ra hội thảo khoa học quy hoạch thị trấn du lịch Dần Bàng. Hơn 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, các ban ngành của địa phương cùng các nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng đô thị, du lịch và các doanh nghiệp lữ hành đã cùng thảo luận nhằm tìm hướng khai thác tiềm năng phát triển du lịch tại thị trấn Dần Thàng trong thời gian tới. Tại hội thảo, đại diện huyện Văn Bàn cho biết du lịch là một trong bốn trụ cột phát triển chính của địa phương. Tuy nhiên, do hạn chế về giao thông, hoạt động du lịch của địa phương chưa phát triển đúng so với tiềm năng. Để tạo bước đột phá cho ngành du lịch, địa phương xác định phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp làm trọng tâm. Trong đó, khu du lịch Dần Thàng được quy hoạch trở thành điểm du lịch độc đáo riêng có của Văn Bàn, phát huy tối đa thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Với cái định hướng phát triển du lịch của Văn Bàn là phải gắn với điều kiện thiên nhiên, gắn với con người và đặc biệt là người dân là trung tâm, tổng hòa mọi yếu tố và tất cả mọi yếu tố từ nhà nước, người dân và doanh nghiệp đều phải cùng phát triển. Với cái điều đó thì nó mới tạo lên cái sự bền vững cho cái quá trình phát triển trong tương lai. Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, xây dựng, đô thị, du lịch, lữ hành để khu du lịch Dần Thàng phát triển bền vững, vừa bảo tồn được kiến trúc cảnh quan, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Đây là một dự án rất là tham vọng. Tuy nhiên rằng là cần tính đến cái quy mô của Dần Thàng và tôi cho rằng là nên phát triển có kiểm soát trên cơ sở tính toán là cái sức chứa điểm đến, sức chịu tải du lịch về mặt tài nguyên, không nên phát triển một cái khu vực quá lớn, quá tầm cỡ mà tôi lại hướng tới một cái gì đó nó chiều sâu, bản sắc, đặc sắc, ấn tượng. Với tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư, huyện Văn Bàn hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong thời gian tới.
Mùa du lịch biển Cửa Lò 2023 đang đến rất gần, mang theo kỳ vọng thay đổi lớn diện mạo bãi biển phía đông đường Bình Minh sau khi chính quyền thị xã Cửa Lò đã có chủ trương di rời các ki-ốt dọc bãi biển. Tuy nhiên, đến hiện nay, dọc bãi biển phía đông đường Bình Minh vẫn hết sức bừa bộn, tàn hoang, ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị du lịch biển khu vực này. Tháng 11 năm 2022, các ki-ốt bãi gửi xe dọc phía đông đường Bình Minh đã được chính quyền thị xã Cửa Lò huy động lực lượng, phương tiện tháo dỡ, trả lại cảnh quan thoáng đãng cho biển Cửa Lò. Hiện vẫn còn nhà nghỉ dưỡng 382 Bộ Công an, nhà hàng Biển Ngọc, trụ sở bưu điện thị xã, công ty nuôi trồng thủy sản vẫn chưa tháo dỡ do vấn đề giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy, bãi biển Cửa Lò nhìn vẫn nhếch nhác, tan hoang, đất đá tại các ki-ốt dọc bãi biển sau khi giải tỏa vẫn còn ngổn ngang. Mùa du lịch gần tới rồi, mà bây giờ tôi thấy là cái cảnh quan ở đây là bề bộn quá. Đấy, rồi là cây cối, rồi đường này, bây giờ cũng làm chưa xong này, nới ra thì chưa xong này. Nói chung thì cái này thì mùa du lịch tới thì e rằng tôi nghĩ là có lẽ là cũng chưa có thể là đạt được yêu cầu của người đi du lịch ở vùng này. Công trình giao thông trọng điểm từ vòng xuyến Cửa Hội đến quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò vẫn đang thi công dang dở. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ giải thảm nhựa, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh trên vỉa hè để kịp tiến độ đề ra. Tuy nhiên, việc đảm bảo tiến độ đề ra phục vụ cho mùa du lịch 2023 là rất khó. Vệ sinh phía đông đường thì sau khi các cái ốt được giải tỏa thì thị xã đang chỉ đạo ban quản lý dự án cũng là trực tiếp có cái phương án xã hội hóa, đó là tháo dỡ tất cả các cái ốt và tổng dọn vệ sinh rác thải xây dựng đi đâu đảm bảo đúng quy định. Cùng tiếp theo đó cũng giao cho ban quản lý đô thị cũng là triển khai san lấp, san sửa những cái mặt bằng trên bãi biển cũng như là tổng dọn, bố trí các lực lượng phương và các cái tổ chức trên địa bàn tiến hành lật và thu gom các cái đá và tổ chức lưu len cái mặt bằng. Theo kế hoạch, sau khi làm xong công tác giải phóng mặt bằng dọc bãi biển phía đông, thị xã Cửa Lò sẽ tập trung kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào quy hoạch xây dựng bãi biển hiện đại, độc đáo, bản sắc thân thiện, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, với những vướng mắc hiện nay, trước mắt thị xã Cửa Lò cần sớm cải tạo nhà vệ sinh của các ki-ốt để làm nơi tắm nước ngọt công cộng phục vụ cho du khách mùa du lịch sắp tới. Đồng thời, tập trung phương tiện máy móc hoàn trả lại mặt bằng sạch cho bãi biển. Tiếp tục bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, an ninh được thắt chặt bên ngoài một quán cà phê ở Saint Petersburg, nơi blogger quân sự nổi tiếng người Nga Vladen Tatarsky đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ngày hôm qua, mùng 2 tháng 4. Tatarsky, tên thật là Maxim Fomin, có hơn 560.000 người theo dõi trên Telegram và là một trong những blogger quân sự nổi tiếng nhất. Người có quan điểm ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine và mới đưa ra một bài bình luận quan trọng về cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Vào ngày 2 tháng 4, lúc 18 giờ 13 phút giờ quốc tế, cảnh sát quận Vasilyevsky của Saint Petersburg nhận được thông tin rằng đã có một vụ nổ xảy ra tại quán cà phê ở số 25 đại lộ Universitetskaya. Một người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn là blogger quân sự Vladen Tatarsky. Ủy ban điều tra nhà nước của Nga cho biết đã mở một cuộc điều tra giết người. Theo điều tra ban đầu, Tatarsky được một người phụ nữ đưa cho anh ta một chiếc hộp chứa một bức tượng, sau đó dường như đã phát nổ khiến anh ta thiệt mạng tại chỗ. Ngoài ra còn có 25 người bị thương, trong đó có 19 người đang được điều trị tại bệnh viện. Từ nay đến hết ngày 7 tháng 4, các chính đảng tại Thái Lan sẽ bắt đầu đăng ký ứng cử viên tranh cử. Thủ đô Bangkok đã sẵn sàng cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt trong tuần lễ đăng ký ứng cử viên. Cảnh sát thủ đô Bangkok đã thông báo kế hoạch phân luồng giao thông, đồng thời có các bảng biển chỉ dẫn việc đậu đỗ xe đưa đón lãnh đạo, các chính đảng và ứng cử viên đăng ký tranh cử. Người dân thủ đô cũng được khuyến cáo hạn chế đi lại trên các tuyến đường hướng về trung tâm thanh niên Thái Lan, Nhật Bản để giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc giao thông. Theo lộ trình tổng tuyển cử, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 4, các chính đảng sẽ nộp đơn đăng ký ứng cử viên tranh cử theo khu vực bầu cử tại tất cả 77 tỉnh, thành của Thái Lan. Và từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 là thời gian để nộp đơn đăng ký ứng cử viên tranh cử theo danh sách đảng. Với việc được phân bổ nhiều ghế hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử nhất, 33 ghế và là trung tâm hành chính của đất nước,
thủ đô Bangkok được đánh giá sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt của các chính đảng lớn, nhất là Đảng Vì Nước Thái, Đảng Tiến Bước và Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân. Một bữa tiệc đầy màu sắc và hương vị đã được các đầu bếp của Peru và Bolivia chế biến, bày biện và trang trí để tôn vinh sự đa dạng ẩm thực của vùng Amazon. Từ các nguyên liệu như cá bản địa đặc trưng, ớt, vỏ cây có vị như tỏi, mật ong nguyên chất, hai đầu bếp Maricia Taha người Bolivia và Virgilio Martinez người Peru đã chế biến ra một loạt các món ăn mang đậm hương vị vùng Amazon. Mục tiêu của họ là giới thiệu về sự đa dạng sinh học và nét độc đáo của ẩm thực vùng Amazon thông qua các món ăn. Chúng tôi nấu ăn không chỉ vì mục đích nấu ăn mà còn muốn vượt lên trên, đó là quảng bá văn hóa của chúng tôi và bảo tồn bản sắc của dân tộc và nền văn hóa của tổ tiên. Chúng tôi đã làm việc với gần 200 cộng đồng bản địa tại Amazon với hơn 600 nguyên liệu đăng ký. Chúng tôi đã sử dụng chúng tại nhà hàng của mình. Điều này mang lại cho chúng tôi niềm tự hào. Để hợp tác, cả hai đầu bếp đã sử dụng thông tin được thu thập bởi dự án Sabores Silvestres hay còn gọi là Hương vị Hoang dã của Gusu. Dự án này đã có 15 năm nghiên cứu văn hóa ẩm thực của gần 200 cộng đồng bản địa ở Amazon. Chuyển sang những thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3 tháng 4, miền Bắc tăng nhiệt hứng nắng, miền Trung nắng nóng diện rộng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 tới 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 tới 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 22 tới 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 tới 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 19 tới 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 tới 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 25 tới 34 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 tới 30 độ.